Cùng với các cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, hôm nay dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền - Ngô Hành Sơn giai đoạn 1, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Vinh - Bùi Quốc Hưng đến nút giao Võ Văn Kiệt có chiều dài toàn tuyến gần 5 km đã chính thức đưa vào vận hành, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Dự án có tổng giá trị xây lắp gần 79 tỷ đồng được chính thức thông xe vào chiều qua. Là người thường xuyên đi qua tuyến đường này, chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và xe máy dọc tuyến Ngô Quyền - Ngô Hành Sơn. Ông Nguyễn Quý rất phấn khởi khi tuyến đường huyết mạch chuyên vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng ra vào cảng Thiên Sa đã được cải tạo, phân làn riêng biệt cho các loại phương tiện lưu thông. Sau khi mà đưa mấy cái hệ thống giao thông này thì mức độ an toàn giao thông là rất là tốt. Phân làn xe container chạy là người dân rất là yên tâm, là không hạn chế bất tai nạn, nhưng mà có bất cập là cái đường xuyên cá đầu kia, các anh là nên làm ta lý đường để người ta khỏi đi vào. Theo đó, về tổ chức giao thông, phần đường chính chỉ dành cho xe ô tô, xe container lưu thông. Hai đường gom dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và xe ô tô có kích thước nhỏ lưu thông. Cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải có khối lượng hàng hóa trên 2,5 tấn, nhằm phân luồng các loại xe tải trọng lớn, container tách bạch với xe mô tô, gắn máy. Theo ghi nhận của chúng tôi, qua ngày đầu đi vào vận hành, khai thác, hầu hết các phương tiện đi đúng phần đường làn đường riêng biệt. Tuy nhiên, chỉ một vài mô tô xe máy đi theo thói quen vào phần đường dành cho xe cơ giới đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở. Sau khi tuyến Ngô Quyền đã chính thức được đi vào hoạt động về việc phân làn đường, thì lực lượng thanh tra giao thông chúng tôi là tăng cường tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở cho người tham gia giao thông chấp hành đúng về làn đường khi tham gia giao thông, và sẽ tiếp tục duy trì nhắc nhở cho đến khi tuyến đi vào hoạt động ổn định, thì các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm tra và xử lý các hành vi đi không đúng làn đường, phần đường theo quy định. Hiện Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đang phối hợp với Ban quản lý dự án túc trực tại hiện trường vào giờ cao điểm để đánh giá tổ chức giao thông, điều chỉnh lại tín hiệu đèn, đồng thời xử lý những bất cập khi các nút giao đưa vào vận hành thử nghiệm. Như hiện tại bây giờ tất cả thứ là đã vận hành theo đúng lộ trình, là đã đèn báo tín hiệu tất cả đã cơ bản là hoàn thành để vận hành theo thiết kế hồ sơ. Như vậy là hiện tại bây giờ là có các lực lượng công an, thanh tra giao thông sẽ hướng dẫn người dân sẽ đi theo cái sơ đồ của tổ chức giao thông để mọi công tác để đảm bảo công tác an toàn giao thông phòng tuyến. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố, việc cải tạo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền - Ngô Hành Sơn theo hai làn riêng biệt, hy vọng sẽ mang đến an toàn cho các loại phương tiện, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế cho cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên.